Xin chào các bác, chào mừng các bác quay kênh Sếp Đô 8. Thì như các bác đã biết thì trong thời gian này nó đang có một cái đại dịch corona ở Vũ Hán, Trung Quốc. Đấy thì nó cũng gọi là lan truyền về Việt Nam mình, cũng gọi là có một phần. Như Việt Nam mình thì đang bị gọi là dính và cách ly, đó là tầm 12, 13 người gì đó rồi. Đó thì cũng đã chữa khỏi được tầm 3 đến 4 người. Đó thì video ngày hôm nay thì em làm một chủ đề, đó là giới thiệu cho bác những dòng xe đạp thể thao để cho các bác đi sẽ gọi là tăng sức đề kháng để chống chọi với đại dịch corona các bác nhé. Đấy thì sau em đang có chương trình xây gọi là giảm giá cực sốc rồi. Đấy thì bác nào có nhu cầu mua xe đạp thì có thể liên hệ tới em luôn. Đấy tới shop số điện thoại hotline 0936307717 các bác nhé. Thì sau đây là những cái mẫu xe đạp em sẽ giới thiệu cho bác luôn nhé các bác. Đây là sau em rất nhiều. Xin chào các bác, chào mừng các bác quay kênh Sếp Đô 8. Tiếp tục video ngày hôm nay thì em sẽ làm một cái video để giải đáp những câu hỏi của các bác. Thì có rất nhiều các bác hỏi, đó là muốn mua một mẫu xe đạp thể thao cho bé nhà mình cao từ 1m2 trở lên thì nên chọn những cái dòng xe cỡ như nào. Thì video ngày hôm nay thì em sẽ cho bác xem những cái cỡ mà cho các bé nhà mình cao từ 1m2 trở lên đi hợp lý các bác nhé. Đấy thì đây là những cái mẫu xe em đã chừng ở đây rồi. Đấy đây là cỡ xe, là cỡ vành 20 các bác nhé. Thì những cái cỡ này thì các bác có thể cho bé đi với chiều cao đó từ 1m2 trở lên là đi được rồi. Đó thì như này thì xe cỡ 20 chắc chắn là sẽ không có bánh phụ đấy. Các bác nào mua thêm thì cũng sẽ có nha các bác. Và khi các bác đi cho bé đi những cái mẫu xe này, nếu mà các bé nhà mình mới được từ chiều cao đó từ 1m2 đó thì bé đứng thì sẽ hơi bị kiễng một xíu, nhưng mà nếu các bác nếu bé đạp dần thì nó sẽ ok, tức là bé đạp thì sẽ không bị chùn chân. Đó đó là mức mà em cho thấp nhất, thì bé sẽ nếu mà cao từ 1m2 hơi kiễng, nhưng mà nếu mà đi thời gian dài thì nó là ok. Nói chung là thời gian đầu thì nếu đi mới đầu đi nữa thì nó hơi kiễng một tí, đó là khoảng thời gian 1-2 ngày rồi bé hơi khó chịu, nhưng mà mai mốt đi quen rồi là bé đi rất là ok nha các bác. Đấy như mẫu xe vào 20 thì bé có thể đi với độ tuổi đó là từ 7 tới 12 tuổi các bác nhé. Yên các thứ có thể cho cao lên thoải mái. Thì những cái dòng xe này thì nó đã trang bị cho mình, đó là cả phanh đĩa và cũng như là có bộ phục nò xo rồi. Đó, khung là kim thép nên là cao cấp và một đít một xích. Đó, bé nào mới đi thì đi một đít một xích dễ, còn bé nào mà đi quen rồi mà muốn đi cao cấp hơn thì đi những cái dòng xe kiểu có số, đó là có số thì đi sẽ nhẹ hơn, thì bé có thể chuyển số được. Đấy. Thì những mẫu xe bên em bán với mức giá khá là rẻ, như mẫu ba mẫu này thì đây. Bên em đang bán mức giá 3,4 triệu rồi. Đó. Khá là hấp dẫn đúng không? Đây những mẫu xe chỉ có một đến một xích thôi nha các bác. Ok thì dễ dàng đặt hàng những mẫu xe này thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại hotline 0936307717 để nhận được sự ưu đãi hấp dẫn nhất nhá. Ok, xin chào các bác. Cảm ơn các bác qua video này của em.